Chào tôi tên Hoàng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi khi mà mình vào Messenger thì nó không thể kết nối đến mạng được. Ví dụ là mạng nó đang bình thường, thì đây, mình đang gặp phải cái lỗi này. Thì đầu tiên các bạn mở CH Play lên. Các bạn gọi cho mình từ khóa VPN, tìm kiếm. Thì đây nó có rất là nhiều phần mềm, rồi mình sẽ chọn phần mềm VPN Master Free. Thì các bạn cài đặt vào máy. Thì sau khi cài đặt xong, các bạn mở lên thì nó sẽ tự động kết nối với cái phần mềm này. Thì khi mà kết nối xong thì nó sẽ connected. Các bạn thấu ra thì mở lại Messenger, thì lúc này nó đã kết nối rất là bình thường. Nếu mà các bạn muốn tắt cái phần mềm đi á, thì bạn chỉ cần kéo tấm hình xuống, lift cho nó và bấm chữ nhắc anh nói. Thì như vậy mình đã vừa hướng dẫn các bạn xong cái cách khắc phục lỗi bây giờ không kết nối được với mạng. Nếu thứ hai thì like và subscribe.